đã diễn ra lễ viếng và truy điệu 9 liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn vào ngày 16 tháng 6 năm 2016. Đến viếng và chia buồn cùng gia đình các liệt sĩ đã hy sinh trong vụ tai nạn máy bay KC 212 khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đồng đội, có đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dẫn đầu, đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu. Cùng đi trong đoàn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi vòng hoa kính viếng. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa kính viếng. Và đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu. Những quân nhân trên máy bay KC 212 hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-30 MK2 đã để lại bao nỗi tiếc thương của gia đình, đồng đội và người dân cả nước. Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn máy bay KC 212 số hiệu 8983 đã tìm thấy 8 trong tổng số 9 thành viên của phi hành đoàn và thi thể của 8 thành viên đã được đưa về đất liền, xác định danh tính. Ghi nhận sự mất mát đau thương này, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất đối với từng thành viên của phi hành đoàn KC 212. Thủ tướng Chính phủ công nhận 9 thành viên phi hành đoàn máy bay KC 212. Đại tá Trần Quang Khải, phi công lái máy bay Su-30 MK2 là liệt sĩ. Lễ truy điệu 9 liệt sĩ cũng sẽ diễn ra trong sáng nay. Sáng nay